Ủa, tới đây làm gì? Đúng không? Trời ơi, bảy em nhiều khi có người nhiều khi tới tuổi người ta cũng muốn lấy vợ sinh con đẻ cái báo hiếu cha mẹ. Dạ. Không, nhưng mà người ta không có cái đam mê. Em có cái đam mê với phụ nữ không? Không có, em từ xưa đến nay thì cũng em nói nghiêm túc chia sẻ thật là theo đuổi con đường ca hát, nhưng mà không may bị vậy thì cuối cùng là đến năm 32 tuổi thì cứ lo làm kinh doanh tới bây giờ. Bị trễ thôi chứ không phải là mình muốn, trễ rồi, có là có lý do chính đáng. Rồi, thì bây giờ em muốn lấy một người vợ như thế nào? Thì không gặp nhau trải qua thời gian tìm hiểu thấy hợp thì tiến tới. Ừ, có thể có cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn mình chứ. Ngoại hình khá dễ nhìn, phẩm chất tốt, hiền lành, trong sáng, trong sáng, trong sáng. Trong sáng là sao? Đi vốn, sao tất cả? Kinh doanh đá, hoa cương, xây dựng. Làm công việc này lâu chưa? 6 năm. Là mình làm cho người ta hay mình làm riêng cho mình? Em làm của em. À, mình có nhân công phụ không? 5-7 người, tại cái nghề đá này thì ít người lắm. Rồi, vậy là chung là cũng làm chủ doanh nghiệp, đúng không? Mình làm cái công ty này lâu chưa? Khoảng 6 năm rồi chị. 6 năm rồi. Ừ. Vậy trước đó thì mình làm gì cơ? Làm công ty, làm công ty. À, làm cho người ta, rồi sau đó mở cái này ra là mình mới làm riêng cho mình, đúng không? Dạ. Rồi, chào em gái, em tên gì? Hajimemashite. Watashi wa Watto moshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. À, biết tiếng gì không? Tiếng Nhật, hay là tiếng... Hay ha? Mà cô nói gì hiểu không? Ờ, hay mà không hiểu như chim hót rồi đó. Em nói gì với em? Dạ, em nói là em xin chào chị Cát Tường và chào anh bên đó và mọi người. Em tên là Vân, xin mọi người giúp đỡ. À, cái đó rồi. Là một cái câu giới thiệu bản thân xã giao của bên Nhật. Rồi, vậy là mình có cái gì liên quan với nước Nhật hả em? Dạ, tại vì em làm việc cho Nhật ạ. Công ty em hiện tại là khách sạn nhưng mà khách hàng của em là người Nhật. À, mình làm ở công việc đó lâu chưa? Dạ, hiện tại em làm cũng được 4 năm từ khi 4. Bắt đầu. Cái công việc chính của em trong công ty là gì? Thì công việc chính của em á, thì em bao quát hầu hết mọi việc. Em hướng dẫn cho khách nè, rồi quản lý vệ sinh, mọi thứ trong công ty. Cũng có khi là dắt khách đi tham quan. Rồi thi thoảng nếu mà khách cần phiên dịch thì em cũng phiên dịch. Hồi xưa trước khi làm công việc đó mình làm gì mà mình nói tiếng Nhật hay vậy? Dạ, trước đó thì từ lúc 18 tuổi á, thì em tự đi học đại học á, thì em đi làm thêm cũng trong nhà hàng Nhật luôn. Sau đó là cũng làm môi trường Nhật thì em nghĩ là tiếng Nhật là cần thiết thì em học thêm tiếng Nhật. Rồi, năm nay là em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 31 tuổi. 31 tuổi, anh 38 cũng được ha, cũng vừa ha. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của Dũng là gì nè? Chịu khó làm, đôi khi nhẹ dạ, có tính thương người, ai đó cứ than khổ hỏi vay tiền cuối cùng cho vay. Mà có lúc em không có tiền, em đi vay nợ lãi cho người ta, cuối cùng mình phải bỏ tiền trả. Trời đất ơi, cái gì, ví dụ mình có tiền túi thì mình giúp cái này mình đi vay luôn. Nhưng người ngoài thì mình có tiền mình cho vay, nhưng còn có một lần đứa em mình thấy thương mình cuối cùng rồi giúp luôn, mà đi đứng nợ vay nợ giùm luôn, rồi cuối cùng là mất luôn, rồi mình phải tự trả nợ. Thì nó cũng trả nhưng mà lâu lâu cũng vẫn vặn hết trơn phải không? Rồi vậy thì bây giờ cũng là lớn tuổi rồi, mà bây giờ còn đến chương trình gặp chị Tường nữa, thì bản thân mình có được những cái thành tựu gì về cái sự nghiệp của mình? Nếu mà nói là giàu thì so với ngoài xã hội mình cũng không dám nói là giàu. Nhưng mà cũng có sự nghiệp ổn định. Có nhà chưa? Vâng. Nhà đang ở với ai? Mẹ. Nhà với mẹ, đó là nhà riêng của mình hay là nhà của bố mẹ? Ba mẹ con mua, bố mất lâu rồi. À, bố mất lâu rồi. Nhà đây, còn ngoài quê. Ngoài quê là ở đâu? Hà Nam. Hà Nam có gì, có nhà, có gì ở đất gì ở ngoài quê đó? Còn đất. Đất của ông bà hay là đất của mình mua? Đất của bố em để lại đó. Rồi tương lai là em định sao? Định về quê hay là mình ở lập nghiệp ở trong này? Ở đây. Ở đây thì cái đất đó giải quyết thì sao? Không, em không thích thì bán. À, có điểm yếu gì không? Có là đôi khi em bước ra ngoài đời, nếu như em nhịn mà đến lúc em không nhịn được mà em mà nóng lên thì chắc là anh sợ. Vậy hả? Nào em nóng thử gì coi chứ, thì thấy mặt em không có gì để sợ luôn á. Không, đâu có chị thấy rồi, chứ em ra ngoài đời đâu ai ăn hiếp vậy em. À vậy hả, hay. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cưng? Em khá là hòa đồng và dễ thích nghi. Làm việc độc lập và có kế hoạch. Nhưng mà điểm yếu của em thì em hơi nguyên tắc quá. Thì thể em hơi nguyên tắc quá. Mùa buồn thì em cắm móng tay. Mùa buồn thì em cắm móng tay. Hơi buồn cắm móng tay. Dạ đúng rồi. Lúc rảnh rỗi, có thời gian rảnh rỗi không? Nhưng mà may quá em chưa cắm tới móng chân chị. Em mới cắm móng tay thôi. Có đi chơi, có sở thích gì, có đam mê gì không? Thường thì em tập thể thao. Mà trong mùa dịch thì em phát hiện ra đam mê nữa là trồng cây, trồng rau và nấu ăn. Chứ là em cũng có đi gặp bạn bè uống rượu hoặc là đi bar. Ở đâu mà có đất trồng cây, trồng rau? Dạ, hiện thì em ở công ty em luôn. Thì trên công ty em có sân thượng thì em trồng rau trên đó. À, xong có do thời gian gì chỗ nào dành cho người yêu trơn vậy?
Có sở thích gì liên quan đến người yêu không? Người yêu thì không phải là sở thích ạ. Phải là sở thích ạ. Phải là sở thích ạ. À, em thích nặng mụn. Mụn gì? Tự nhiên đang nhắc người yêu cái tự nhiên thích nặng mụn. Tại vì nếu mà em có người yêu mà người yêu em có mụn thì em thích nặng mụn cho người yêu. Có mụn không? Trên nhìn em không. Có một cục mụn trên trán. Mụn đó chắc là tại mụn vừa rồi dịch lâu quá nó nóng rồi. À, hồi đó giờ nặng cho mấy người yêu rồi. Cũng ít thôi. Cũng ít thôi. Nặng quá người ta bỏ chứ gì. Tao kể nghe tình trường coi, tình trường có liên quan gì tới nặng mụn không? Có mấy mối tình rồi? Em thì em có 3 mối tình. 3 mối tình. Dạ. Có mấy mối tình có nặng mụn? Thực ra là mối tình nào em cũng nặng mụn hết ạ. Ui, bất quá tam ba bận bỏ vô mụn đi, anh này không có mụn. Giờ mình không có nặng mụn nữa. Nó giống như là, em nghĩ là nó là đam mê hay sao. Thôi bỏ đam mê đó đi, anh này không có mụn nha. Rồi, dạ. Trong ba mối tình đó có cái gì nó đặc biệt ấn tượng để lại cho em nhiều cái giá trị sâu sắc? À, em nghĩ là cái mối tình đầu tiên của em khiến cho em thay đổi nhiều nhất. Mối tình đó quen được bao lâu? Em cũng quen anh đó hơn 3 năm. Nặng mụn suốt 3 năm luôn. Dạ không, ban đầu anh không cho em nặng mụn đâu. Vậy hả, quen bao lâu mới cho nặng? Quen 2 năm mới cho nặng mụn. Nặng được có 1 năm anh chạy luôn. Chứ em nặng sớm là anh chạy sớm rồi. Hơn là 2 năm mới nặng mới quen được tới 3 năm. Không, tại em nghĩ nếu em nặng sớm hơn thì anh sẽ quen em lâu hơn. À, trễ quá. Rồi, cái đó là mối tình đầu đó hả? Dạ, mối tình lý đầu. Do sao chia tay nè? Có 2 lý do. Một cái lý do là khoảng cách tuổi tác của em ấy. Cái thứ hai là em với anh á, ảnh là người nước ngoài, ảnh là người Nhật. Cũng có cái nhân duyên, lúc đó là đã làm cho người Nhật chưa? Đã đi dạ làm. Đúng rồi, em gặp ảnh khi mà em 19 tuổi á. Em làm ở nhà hàng Nhật thì lúc đó em chưa biết tiếng Nhật, ảnh là người đầu tiên dạy em tiếng Nhật. Rồi, 3 năm thì nó cũng là khá dài. Đã có cái tính tiến tới gì chưa? Ảnh lớn em bao nhiêu tuổi? Lớn hơn em 20 tuổi. Trời đất ơi, dữ vậy. Dạ. Rồi lúc đó là có ý định gì không? Sao chia tay? Dạ, thực ra là khi mà quen nhau 3 năm thì công việc của anh phải đổi nơi á. Anh phải công tác nơi khác thì anh cũng hỏi em là có ý định cùng với anh đi không? Nhưng mà khi đó thì em còn quá trẻ. Em nghĩ là do tình cảm nó cũng chưa đủ để em đánh đổi là phải đi từ một nước Việt Nam của mình mà qua nước khác để từ bỏ hết, nên là em có một cái định hướng riêng. Nên là quyết định là chia tay nhau và chỉ làm bạn thôi. Thì khi đó thì anh cũng rời Việt Nam rồi. Thật sự nếu bây giờ cho quay lại thì có đi theo ảnh không? Thực ra là em không nuối tiếc đâu ạ. Tại vì em chỉ là cảm ơn ảnh. Em cảm ơn ảnh vì anh đã dạy em rất là nhiều thứ. Là đó là cái mối tình mà sâu sắc đó phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Lúc đó mình có sống thử với ảnh không? Thì lúc mà nặng mụn đó. Là nặng mụn đó hả? Trời ơi, nặng được năm đó hả? Dạ. Ồ, mà vậy sao không chịu? Đã sống thử là mình đã yêu người ta rồi mình mới chịu như vậy, sao không đi theo người ta? Rồi gia đình lúc đó là sao, không ai khuyên lúc, bảo lúc gì đó thực ra là yêu, em nghĩ là yêu và kết hôn nó khác nhau. Yêu là sống theo cảm xúc thôi. Yêu là sống theo cảm xúc thôi. Cái lý do chính chia tay lý là lý do chính là bởi vì là hai người chọn hai con đường khác nhau. Nãy chị nghe em kể anh lớn 20 tuổi, thật lòng trong bụng chị nghĩ là em phát hiện ra anh có vợ rồi, nó thiệt sự. Em 19-20 thì tưởng đâu là anh là ba mấy tuổi là dạ. Té ra là người ta cũng có ý định là cũng muốn cầu hôn lấy em đó mà tại dạ. Em không chịu. Hay là tại vì ở chung với nhau năm thấy không hợp? Anh với em hợp lắm. Hầu hết là anh hợp em tới 80% về mọi thứ. Chị nghe chị thấy nó đẹp quá mà sao cũng mà cũng đẹp, nhưng mà tình chỉ đẹp khi tình đang dở. Có bao giờ có cơ hội gặp lại không? Lần cuối cùng em gặp anh là 2 năm về trước. À vậy hả? Dạ, anh có qua đây du lịch thì cũng gặp nhau. Em cũng chở anh đi ăn các món Việt Nam mà anh thích hồi xưa. Anh lập gia đình chưa? Dạ rồi. Rồi thôi xong. Lỡ chuyến đò rồi ạ. Lỡ chuyến đò rồi. Rồi còn những cái mối tình sau này, cái mối tình gần đây nhất thì là từ bao giờ, có cái gì đặc biệt không? Hơn 2 năm về trước mà. Có gì ấn tượng như mối tình đầu nữa không hay là sau này? Mối tình đó thì em quen cũng 4 năm. Trời gần 4 năm. Mà sao tuổi đó là tuổi cưới rồi cũng không cưới? Dạ thực ra là em cũng muốn cưới lắm, nhưng mà em cảm thấy cái người đàn ông đó, khi mà em bắt đầu tình cảm lớn hơn và muốn đi tới thì em cảm thấy anh không đủ bản lĩnh để che chở cho em. Có rất là nhiều việc lớn em hỏi anh thì anh không trả lời được và không có một cái kế hoạch rõ ràng. Ban đầu em chỉ định quen anh 2 năm thôi, tại vì lúc em quen anh là em cũng 26 rồi. Nhưng mà khi mà em đề cập thì anh không có kế hoạch rõ ràng thì em cố gắng em quen thêm hơn 5 nữa. Dạ đúng, nhưng mà anh vẫn không có một cái gì là câu trả lời rõ ràng cho em. Nguyên nhân em có tìm hiểu không? Em nghĩ là kinh tế. Có nghĩa là anh nghĩ anh chưa đủ điều kiện kinh tế? Dạ em nghĩ vậy. Sao không thuyết phục ổng, là ổng thiếu tự tin hay là tại vì em có chê bai gì người ta? Em nghĩ nếu mà mọi thứ em đều phải chủ động thì sau khi kết hôn thì tất cả mọi chuyện em phải gánh vác thì nó rất là cô đơn. Rồi sau khi nghe tình trường của cổ thì em có cảm xúc suy nghĩ gì không?
Có vẻ là người sống nhiệt tình. Thế còn mình, tình trường sao? Có mấy mối tình rồi? Hồi xưa là em năm 20 tuổi khi em vào Sài Gòn á. Em tính là theo con đường ca hát mà không may cuộc đời. Em bị hai bệnh, bệnh đau bao tử với đau họng, cuối cùng em mất giọng. Trời đất ơi, đến năm 32 tuổi là em thấy mình không đủ khả năng theo. Tại hồi xưa bố em hát hay lắm. Ông bà cũng hát hay mà. Rồi tình yêu thì sao? Thí dụ như người ta thì có thể là trải qua nhiều mối tình, nhưng em từ xưa nay đó, người thứ hai mà vu vơ thôi chứ không. Là giờ có mối tình nào không? Không, dạ không. Sao mới nói gì người thứ hai gì? Không, là em nói hồi xưa còn năm hai mấy tuổi đó, ở ngoài quê thì có người đó người ta theo em. Chứ cũng chưa gọi là mối tình, nghĩa là người ta theo mình là mới một phía thôi. Không, cũng có quen hai đứa tâm sự nữa. Có tâm sự thôi. Tâm sự mỏng hay tâm sự dày? Thì hồi đó năm 20 tuổi thì giống như con nít. tình yêu con nít mà. Mà bây giờ là mình chưa có kinh nghiệm gì trong tình trường mà 38 tuổi. Là do em không có rung động với phụ nữ, không có thích người ta hay là... Không, có thích giới tính em bình thường. Đó, thì thắc mắc tôi phải hỏi cho rõ. Nhưng mà các em mà nếu mà để mà thuê phòng hay là ở nhà sống chung với một người con gái nào đó từ xưa nay... Là chưa có? Chưa có, tuyệt đối chưa có. Còn vấn đề mà yêu đương thì có từ xưa nay cũng gọi là hai mối tình. Đó, có nghĩa là có thích phụ nữ, đúng không? Có thích sự qua lại, thì có không thích em đâu tới đây làm gì. Đúng không? Trời ơi, bậy em, nhiều khi có người, nhiều khi tới tuổi người ta cũng muốn lấy vợ sinh con để cái báo hiếu cha mẹ. Dạ. Không, nhưng mà người ta không có cái đam mê. Em có cái đam mê với phụ nữ không? Không có, em từ xưa đến nay thì cũng em nói nghiêm túc chia sẻ thật là theo đuổi con đường ca hát, nhưng mà không may vì vậy thì cuối cùng là đến năm 32 tuổi thì cứ lo làm kinh doanh tới bây cái giờ. Nó bị trễ thôi chứ không phải là mình muốn, đúng không? Rồi. Có là có lý do chính đáng. Rồi, thì bây giờ em muốn lấy một người vợ như thế nào? Thì chung gặp nhau, trải qua thời gian tìm hiểu, thấy hợp thì tiến tới. Có thể có cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn của mình chứ. Ngoại hình khá dễ nhìn, phẩm chất tốt, hiền lành, trong sáng. Trong sáng là sao? Rồi, trong sáng bao quát. Không, phải rõ ràng, 38 tuổi mà nói chuyện kiểu đó là không dứt khoát, không rõ ràng là người ta không có chịu đâu. Trong trắng đấy chị. À, trong trắng là trong trắng, mà trong sáng là đang ở đèn là trong sáng. Sáng là sáng, nó cũng trắng chứ. Đúng rồi. Trong sáng là khác mà trong trắng là khác. Cái tâm hồn thì nó trong sáng, mà cái con người thì nó mới trong trắng trinh nguyên. Dạ, giờ em nói, thì đúng bây giờ em muốn là con tâm hồn trong sáng. Dạ. Là chị là tâm hồn rất trong sáng. Mặc dù chị 45 tuổi, 8 đời chồng, chị vẫn tâm hồn trong sáng. Nhưng mà chị không có trong trắng. Bây giờ em muốn trong sáng hay là em muốn trong trắng? Trong trắng. À, trong trắng, em nói trong trắng cho ông 38 tuổi, ông lấy vợ mà ông không nói cho rõ sao được. Em trong sáng hay trong trắng? Dạ, em trong sáng. Dạ, em trong sáng. À, em nghĩ là cái mối tình đầu tiên của em khiến cho em thay đổi nhiều nhất. Mối tình đó quen được bao lâu? Em cũng quen anh đó hơn 3 năm. Là đó là cái mối tình mà sâu sắc đó phải dạ, không? Dạ, đúng rồi. Lúc đó mình có sống thử với anh không? Thì lúc mà nặng mụn đấy ạ. À, là nặng bụng đó hả? Trời ơi, nặng được năm đó hả? Em trong sáng vậy dạ. Là em cùng phe với chị hả? Dạ. Trong sáng chứ không trong trắng dạ, hả? Đúng rồi. Mới yêu lần nào đúng không? Dạ đúng rồi, yêu ai cũng như yêu lần nào. Ngoài đó chỉ là cái ước mơ thôi, còn cuộc sống đâu có nói trước được. Ta nói có những cái chuyện định mệnh, nó sẽ là định mệnh. Thế thì bây giờ làm tôi hoang mang quá, tôi không còn trong trắng nên tôi hoang mang. Có hình không? Cho chị mượn hình coi coi em. Wow. Trời ơi, sức tắc nha, lựa đi trong bốn cô đó coi cô nào trong trắng. Ôi trời ơi, à ba anh nhưng mà loại hốt anh rồi, còn hai anh thôi. Năm anh 20. Em nghĩ là anh này. Sao em nghĩ là anh đó vậy? Tại em nghĩ là cái tính cách anh nó hiền hiền như vậy thì chắc là vậy đó. Tự thấy thì tôi mệt. Rồi bên đây, ai? Đây. Nếu cô đó thì em chịu không? Cô đó là còn trong trắng đó. Em vẫn trong trắng mà chị. Sao không tin tưởng tôi vậy ta? Cầm nó đi, bây giờ chị sẽ mở cửa trái tim nha. 1 2 3. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò, cùng hai MC cười khà 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Em là chọn sai rồi. Chào ơi. Em gái là chọn sai rồi, đúng không? Tại vì 20 năm rồi chị. Nhưng mà anh trong hình anh đẹp trai hơn ngoài. Dạ đúng rồi, xương gió mờ nhân ảnh. Còn em là giờ biết cô nào chưa? Nhìn lại coi. Đây. Đúng rồi, cô đó mới đúng, cô kia là không có đúng đâu. Em cũng có món quà tặng cho anh mặc dù... Tôi thấy món quà này ngộ lắm á, tặng qua đi rồi tôi mới hỏi. À, cảm ơn. Rồi,
Bây giờ bó hoa thì mình cũng biết ý nghĩa của nó rồi ha. Dạ. Rồi nhưng mà tại sao tặng ta chai rượu vậy? Rượu vang là một trong những loại rượu mà em thích. Thì em hy vọng là khi mà em tìm được người bạn phù hợp thì cả hai sẽ cùng uống chai rượu này. Rồi thôi bây giờ vậy. Còn hơi chút bỡ ngỡ vì mới gặp nhau. Giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để hai bạn trò chuyện riêng với nhau đi. Rồi chị Tường sẽ quay lại thì nó dễ hơn. Anh vào đây cũng lâu rồi. 20 năm, 18 tuổi rồi. Là anh với gia đình anh sống ở đây luôn? Ba mẹ con. Dạ. À, anh có em trai em gái? Có chị. Cái lá đầu tiên của em là đồng vợ đồng chồng. Anh nghĩ sao về việc này? Hiểu nhau, người vợ biết chia sẻ hỗ trợ. Còn người chồng thì sao ạ? Không phải. Em anh có thể nói người rõ chồng phải có sự độ lượng. Nếu mà người vợ không làm gì sai thì tại sao gọi là độ lượng? Anh suy nghĩ thông thoáng đi tí. Em thì em nghĩ hơi khác. Trong cuộc sống gia đình, ví dụ như công việc của người vợ cũng có lúc bận hoặc người chồng có lúc bận thì mình nên hỗ trợ nhau. Chứ không phải nhất là em phải nấu cơm em này kia thì anh đi làm về anh chỉ ngồi chờ cơm em thôi. Mà đôi khi người vợ phải chăm con cũng không có thời gian để nấu cơm hoặc là chưa kịp nấu. Người chồng cũng nên hỗ trợ người vợ một chút. Ví dụ như thì anh cũng nói chung là hiểu đó. Hiểu nhau đó. Dạ. Tính em thì hơi chi tiết đó. Nên là đưa một cái ví dụ chi tiết thì nó sẽ rõ cái câu chuyện ra hơn. Anh thì cũng hòa đồng thôi. Giờ trẻ anh nấu cơm được. Tại anh nấu ăn cũng ngon mà. Anh có thể hỏi em về vấn đề đó. Sống riêng. À, sống riêng là... Sống riêng có nghĩa là không muốn làm dâu đó. Em muốn làm rõ giữa cái từ sống riêng và từ không muốn làm dâu. Em sẽ làm dâu. Tại nhà anh thì dễ mà... mẹ anh hiền. Em không có quan trọng hiền hay dữ mà em nghĩ là bố mẹ chồng cũng như bố mẹ em. Nên em không dùng từ làm dâu mà em sẽ chăm sóc như chăm sóc bố mẹ em. Nhưng em muốn ở riêng. Tại sao? Vợ chồng luôn luôn có một cái cuộc sống khác. Ví dụ như lúc mình cãi nhau, mình giận nhau thì sẽ ảnh hưởng tới không khí của một gia đình. Hoặc là ngay cả lúc mà ví dụ vợ chồng mà muốn giỡn với nhau hay là vui vẻ với nhau một xíu thôi, nhưng mà có bố mẹ ở đấy thì mình cũng không có thoải mái. Thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tình cảm của vợ chồng. Nên em muốn là có một cái không gian riêng hoàn toàn. Em chấp nhận luôn là ở nhà thuê cũng được. Nếu mà anh sợ mẹ anh ở một mình thì mình có thể thuê ở gần nhà. Em có thể chạy qua lo cơm nước cho mẹ. Ốm đau bệnh tật em chăm được. Nhưng phải ở riêng. Tối về phải ngủ riêng ở nhà mình. Sau này có con em cũng muốn phải ở nhà riêng. Tại sao? Phải ở nhà riêng thì em mới dạy con em được. Còn khi ở chung, người ra tiếng vào em rất khó dạy con. Mỗi người một ý kiến, mình không thể nào dạy con theo cái mong muốn của mình được. Mà khác biệt giữa hai thế hệ thì khó dung hòa lắm. Nhà riêng cũng được mà. Dạ. Quan trọng là bố mẹ mình vẫn chăm sóc bình thường. Dạ chứ, đúng rồi. Chứ đôi khi ở gần mà không chăm sóc thì cũng đúng giống rồi. Như vậy thôi. Còn văn hóa cư xử trong gia đình thì với anh thì cái vấn đề mà vợ chồng cãi nhau chắc không bao giờ đâu. Đóng cửa cãi nhau đúng không? Tại vì anh là rất khó trong cái chuyện mà anh nói. Anh nói tục nói bậy rồi. là không bao giờ. Anh đừng đóng cửa đánh em nha. Không, em sợ lắm luôn. Hiện tại bây giờ là chị em với anh rể là cũng rất hay cãi nhau mà đôi khi em là người can thiệp vào. Mà thậm chí là anh rể ông đôi khi còn quãng lúc còn đánh chị em nhưng mà em là người bảo vệ. Em vợt cho mấy lần thì sợ luôn. Vợt là vợt sao? Vợt bằng mồm hay vợt bằng tay chân? Quát cho mấy câu thôi, còn không thôi là em đánh anh rể em luôn. Vậy hả? Rồi mai mốt đánh vợ luôn hả? Không có, em nói tính em không thích bạo lực. À, không thích bạo lực. Có là tại ông đánh vợ mà. Em không cho ông đánh vợ. Tại em nói trước mặt ông, em kêu tôi nói anh nghe, nếu mà tôi á, kể cả một thằng hàng xóm mà tôi thấy đánh vợ con đàn nhẫn tôi cũng nhảy vào tôi đập luôn. Cho nên là không có thích vũ phu đúng không? Chắc không, hay là chuyện của người thì mình chị thấy người em nhỏ vậy chứ em tập võ hàng ngày đó đúng chị không? Em tập võ hàng ngày đó. Hỏi đúng trả lời đúng câu hỏi của tôi, đừng có trả lời lan man, cái đó là chuyện của người ta thì mình binh vực, mà chuyện của mình á có dám chắc chắn xui với tôi là không quýnh vợ không? Không, đảm bảo luôn. À, chưa có vợ sao biết? Cái tính em sống kín đáo. Ví dụ như là có chuyện gì đó trong nhà thôi, chứ còn nếu mà để mà cãi nhau cho hàng xóm nghe là không bao giờ. Thí dụ như vậy em nóng giận lên, em nói là có ba có mẹ không gây gỗ được. Rồi đôi lúc này kia thì rồi em gây gỗ rồi lối xóm người ta có ầm sòm, người ta có nghe không? Dạ không, thường thì tính em thì em cũng không thích gây gỗ đâu. Mà thường thì em tìm cách để giải quyết hoặc là nói chuyện đàng hoàng tử tế, chứ không có chửi tục
đánh rồi, nhau ý tại vì em nghĩ đó. Vợ chồng mà mình một khi mình đã lỡ mình chửi cha chửi mẹ người ta rồi là thấy sai lắm rồi. Là không có đúng cái văn hóa văn minh và cái bản sắc của người Việt Nam mình. Mà là con người là phải giữ. Thấy cái bộ cặp hợp quá ha, nãy giờ sao tôi thấy nói về cái chuyện văn hóa thì bởi vậy chị có thấy em nói vấn đề như anh dạy em là em bảo vệ được cái vấn đề đó thì em lấy lương tâm nào mà em đánh vợ em. Rồi thôi bây giờ cái chuyện đó tôi tạm ổn đi. Nhưng mà tôi nãy rồi đi ra ngoài tôi vẫn suy nghĩ băn khoăn, tôi áy náy có một chuyện thôi. Bạn này đã có trải nghiệm trong tình yêu rồi, bạn này thì lại chưa có trải nghiệm và bạn này lại muốn một cái gì đó nó còn nguyên vẹn. Thì bây giờ hai bạn có thể trao đổi với nhau thêm về vấn đề đó để mình có thể hiểu nhau về quan điểm của nhau nhiều hơn. Em nghĩ là cái chuyện quan điểm của anh thì em không có bài xích. Nhưng mà riêng về em á, thì em nghĩ là để mà chọn một người chồng thì khi mà yêu em có thể chọn sai. Nhưng em muốn chọn một cái người chồng một lần đúng rồi. Nên là em xác định cái người chồng của em thì phải hòa hợp về mọi chuyện, ngay cả chuyện vợ chồng, ngay cả chuyện vợ chồng. Ý em nói là chuyện phòng the, chuyện vợ chồng chăn gối. Dạ đúng rồi, chuyện chăn gối. Em đã thấy rất là nhiều người bạn của em và ngay cả bây giờ hiện thực của xã hội luôn. Mình thấy là có rất là nhiều cặp ly hôn nhau vì không hợp chuyện chăn gối. Và cái kết là thường họ sẽ chịu đựng, người phụ nữ thì chịu đựng, người đàn ông thì tìm một cái cuộc tình bên ngoài để giải trí. Mục đích của người ta không phải là muốn rời bỏ người vợ của mình đâu, nhưng mà để thỏa mãn. Nhưng mà người vợ thì đâu có chấp nhận được cái chuyện mà người chồng mình phản bội đó. Nhưng nên... mà nếu nói như em vậy thì làm sao mình biết có phù hợp hay không? Mình phải lấy rồi mình mới biết phù hợp hay không? Dạ không, em không có đồng ý là lấy rồi mới biết phù hợp hay không. Thì lúc đó lấy rồi thì làm sao mà trả hàng lại được nữa, trả về nơi sản xuất lại được nữa. Cho nên là quan điểm của em vẫn là mình phải tìm hiểu cho kỹ và dạ, có sống rồi. Thử tức trước là... hôn nhân để cho... Em nghĩ là khi mà đã tìm hiểu một thời gian và đã hiểu nhau mà tới mức là... mình xác định người này là cái người mà mình muốn lấy, bước tiếp theo là phải sống sâu hơn, là hãy giống như là mình phải qua gia đình nhà ảnh như thế nào để coi như thế nào, sau đó là phải có cái sự sống thử coi trong cái cuộc sống đó thật sự cái người đàn ông của mình có hợp với mình hay không. Buổi tối sao? Cũng như ban ngày phải hợp nhau thì mới được chứ ạ. Đó, cả buổi tối lẫn ban ngày. Đó là hồi nãy chị ghẹo em, nhưng mà thật sự sống, đó là câu chuyện đó. Giờ em trò chuyện với sống thử thì tại vì từ xưa nay em chưa mà ăn ở chung với một người con gái nào mà... Đó là chưa thôi, chưa có điều kiện. Đâu phải, chưa có em dư điều kiện. Thế tại sao? Nhưng mà tại em không muốn rồi. Em không muốn như vậy. Không, nhưng mà ý theo em, nếu như bây giờ mình lấy nhau rồi thì mình mới phát hiện ra là mình không hòa hòa hợp cái chuyện vợ chồng, thì em là sẽ xử lý, em là người chồng em sẽ xử lý như thế nào? Nói chung là khi mình em thì em không phải là con người mà phú vàng phụ bạc không đó. Vậy nếu mà có đã chấp nhận lấy rồi thì mình sẽ có những sự trao đổi thông cảm thôi. Nhưng mà em thì em nghĩ là cái vấn đề mà sống thử đây á, không phải là em phong kiến hay là khó tính, nhưng mà em nghĩ là rất nhiều người con trai người ta cũng không muốn sống thử chứ không phải là riêng em. Có nghĩa là nếu em quyết định là em lấy ai rồi thì người đó như thế nào, hợp hay không hợp thì em cũng sẽ chấp nhận sống với người đó suốt đời. Ý em là như vậy đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà có là thí dụ như em với bạn gái đây mà đã trao đổi một cách thẳng thắn rồi. Trao đổi là trao đổi bằng miệng thì, còn thì cái quan hệ thể xác là nó va chạm nó mới có cảm xúc mới biết được là được hay không. Không còn cái, nói miệng cái... là nói ai nói không được. Tôi anh là được vậy đó, anh là vậy này kia, còn em vậy em thích cái, sao cái nhưng mà tới hồi làm nó không giống em... vậy. Bởi vậy mới thấy là ông bà mình ngày xưa thật sự rất là khổ. Thời đó phụ nữ đúng là chính chuyên và phụ nữ là phải chịu đựng. Rồi họ chỉ có một cuộc sống, có những người phụ nữ là họ sống bình lặng bên đức ông chồng của mình suốt cả đời. Chỉ là có thể bình an, có thể hỏi hạnh phúc hay không họ cũng chưa biết thật sự. Họ có sung sướng hay không, đôi lúc có những người phụ nữ chưa được sung sướng một lần nào. Mặc dù đó làm vợ và làm mẹ của nhiều đứa con, ai đã từng trải qua thì người đó mới hiểu được những cái điều này. Còn khi họ chưa vào thì mình có nói họ cũng sẽ không có hiểu. Mình phải luôn tôn trọng ý kiến của từng người. Nhưng mà tự nhiên qua câu chuyện của hai bạn, chị chỉ thấy thương cho những cái người phụ nữ ở những cái thế hệ trước, người ta chịu đựng. Người đúng chồng rồi. Thì năm thê bảy thiếp, người ta không vừa ý người vợ này, người vợ này không sanh được con, người ta đi tìm người vợ khác. Nhưng mà người phụ nữ là chỉ cần mà hó hé một cái thì bị xã hội sẽ lên án, sẽ quy chụp là không có chính chuyên, là lăng loàn, thậm chí là coi như là cạo đầu bôi vôi thả xong, đúng không em? Dạ đúng rồi. Nhưng đàn ông thì không có gì cả. Đó là cái sự bất hạnh của phụ nữ đó. Rồi thôi bây giờ cái chủ đề đó là để rồi muốn thở, không có tranh cãi nữa, không bàn luận nữa. Bây giờ quay lại chủ đề, chị vẫn thắc mắc. Em nói là 10 năm em đã đuổi âm nhạc mà tại sao em lại bỏ? Đau họng cỡ nào mà lại bỏ uổng như vậy? Bây giờ em có thể tặng chị Tường nè, tặng bạn gái của mình trong chương trình hôm nay, tặng quý vị khán giả một bài hát được không? Trước tiên em đọc bài thơ cho. Ok. Giờ anh biết đi. Em đọc bài thơ có tựa đề là Gánh Hàng Rong. Nắng trưa hè như thiêu như đốt,
lưng mẹ gầy ướt đẫm mồ hôi, gánh hàng rong đi hoài đi mãi, đôi chân gầy bước đi không nghỉ, nẻo đường nào mẹ cũng đi qua, tiếng giao vang trên từng góc phố, đêm khuya rồi mẹ vẫn còn đi, không giờ rồi vẫn còn tiếng giao, mẹ chỉ mong giấc ngủ cho con, gánh hàng rong đã nuôi tôi khôn lớn một đời. Này ra em viết đi chứ. Em sáng tác bài này năm nào? Đó là trong cái đại lễ Vu Lan. Rất là hay. Rồi, đoạn bài hát đi. Những nghèo lên ạ. Của em, cố lên âm. Rồi, cố lên bật. Để cố xem coi. Đêm nay nghe tiếng mưa, ngồi đây con nhớ mẹ. Ở quê nhà mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi mười ba con phải xa gia đình, côi cút thân một mình, ôi nhớ mẹ ngày xưa. Trời ơi, quá sao? Vẫn hay mà anh. Vẫn hay mà anh. Thì nói chung là cái cổ họng nó tắc. Đọc bài thơ cũng về mẹ, một cái bài hát cũng về mẹ. Anh này có những tình cảm rất đặc biệt. Mình rất là quý những cái người đàn ông mà có hiếu với gia đình. Tại vì ba chị có hiếu lắm. Rồi thôi, chương trình của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây. Bây giờ thì đến lúc các bạn phải tự đưa ra cái quyết định của mình. Nếu như mà hôm nay thấy chị Tường giới thiệu cho mình một cái người mà mình cảm thấy là phù hợp, có cái cơ hội để có thể tìm hiểu thêm thì mình cho nhau cái cơ hội. Nếu mình cảm thấy không phù hợp thì mình có quyền từ chối. Đó là một cái sự tôn trọng bản thân cũng như là tôn trọng người đối diện. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm này. Nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò để tiếp tục tìm hiểu nhau, bấm mạnh. Không đồng ý có quyền lấy tay ra. 3 2 1 Hết thời gian. Chắc có lẽ đây là thủ tục thôi. Vậy thì Tường cũng hiểu rằng hai bạn không có phù hợp nhau về cái tư duy, về quan điểm sống. Cái vấn đề về tư quan điểm sống thì nó không có đánh giá được con người ai tốt ai xấu, mà đó là cái quan điểm của mỗi người. Chị chỉ thay mặt chương trình chúc cho hai em sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, một cái nửa mảnh ghép để khi mình ráp vào thì mình sẽ gắn chặt với nhau được cả đời. Chứ mình chọn rồi sai rồi lại gãy đổ thì nó không nhiều hơn là cái toán nhiều. Nó tính đánh về lợi nhuận được thứ nhiều cũng nhiều thứ lắm. Thì nếu mà hai chồng nếu mà kết hợp nhau thì cái toán với kinh doanh thì nó cũng rất là tốt. Nếu mà ngành nghề mà mỹ phẩm nữa thì rất là chuộng bây giờ. Nếu mà được thì cũng tương lai mình thành lập công ty rồi phân phối nhiều chỗ thì nó cũng kết hợp lại cũng được. Cũng tốt, rất tốt. Thì anh này nó tức là anh là người rất là trách nhiệm và rất là điềm đạm và rất dễ bị cảm xúc cảm động á. Thì anh thì nặng tình cảm lắm á. Ai mà nhận ai quý anh quý ai đó thì là quý rất là nhiều. Thật là giờ rất là quý. Đó, tính em anh là đến nó vậy. Dạ. Rồi. Quan điểm về con cái thế nào? Con trai con gái? Dạ, gì đó. Thì em muốn bao nhiêu người con? Dạ em muốn càng nhiều càng tốt. Mà dạ. Em sợ mình lớn tuổi rồi á. Em dạ. Cũng sinh năm 88 mà đúng không? Dạ 88. 32 rồi đó. Dạ. 32 dạ. sớm chút đi. Nếu mà tuổi em thì nếu mà được thì cũng 2 đủ ha. Em thích nam hay nữ? Dạ em đều thích nam, em thích nam nữ đều được hết ạ. Thì anh cũng vậy, em cũng dạ. thích nam nữ thì nó. Dạ. Thì mình nếu mà tìm hiểu được á thì thời gian mình bao lâu mình được kết hôn? Tính kết hôn. Tìm hiểu nhau nếu đủ chín á. Dạ, cái này á thì em nghĩ là nếu mà hai bên mà thấy hợp với nhau á, thấy hợp tính cách nhau có thể sống chung với nhau lâu dài á. Dạ. Dạ. Mời em trai. Dạ, trước tiên em xin phép là chú Quyền Linh. Hôm nay con được xin gọi được anh với cô Hồng Vân xin gọi được chị. Dạ thì con tên xin giới thiệu là con tên là Lê Thanh Điền. Sinh năm nay là 34 tuổi. Lớn lên và sinh ra và lớn lên ở vùng đất núi Bà Đen, Tây Ninh. Dạ thì em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty đang công tác là công ty công nghệ robot và dạ nghề nghiệp là kế toán. Dạ. Điền làm kế toán hả? Dạ, em làm kế toán. 34 tuổi. Dạ. Làm ở quận mấy Điền? Dạ, hiện tại em đang công tác ở quận 3, công ty đang ở quận 3. Quận 3. Dạ. Và nhà gái. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào nhà trai, chào quý vị khán giả, chào bạn trai ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang. Theo như mẹ em nói là em còn 8 mùa xuân nữa là đạt U40 ạ.
Là 32 tuổi hả? Dạ. Coi như nhỏ hơn bên đây 2 tuổi đó. Dạ. Rồi quê cưng ở đâu? Dạ quê con ở Tây Ninh ạ. Ở Tây Ninh luôn hả? Dạ. Ồ, vậy là hai bạn cùng quê rồi. Vậy là mình làm nghề gì nè? Dạ con kinh doanh tự do ạ. Kinh doanh tự do? Dạ. Bây giờ bạn đang sống ở đây hay là dưới Tây Ninh? Dạ con đang ở Tây Ninh luôn ạ. À sống và làm việc ở Tây Ninh luôn? Dạ. Tây Ninh dạ. Kinh doanh online hả? Tự do? Dạ không, tại nhà con làm phân phối. À có làm mỹ phẩm. Phân phối tại nhà, mỹ dạ. phẩm hả? Ở thành phố Tây Ninh luôn hả? Dạ con ở huyện Hòa Thành đó chú Linh. Huyện gì? Huyện Hòa Thành. Huyện Hòa Thành có dạ. gần không? Điện. Dạ đi cũng cỡ hai mấy cây. Hai mấy cây từ hả? Nhà em tới Hòa Thành hai mấy cây, tại gần núi gần chùa, đây là chùa Tòa Thánh á. À gần Tòa Thánh. Dạ. Tới đó Hòa Thành hai mấy cây nó cũng dạ. gần, vậy là cũng hợp lý rồi. Ở chỗ đó thì em cũng biết đi, cũng đi nhiều cũng biết. Ở đó ai không biết, gần đó Hòa Thành cũng không có khó dạ. để tìm ha. Dạ. Rồi. Rồi giờ... điểm mạnh điểm yếu của em bạn em trai bên kia. Dạ em điểm mạnh thì em là người rất nhiệt tình, ham học hỏi và gọi là trung thực, rất là trung thực. Rồi năng động và rất là năng nắp gọn gàng, sống năng nắp gọn gàng. Biết là thích làm thơ với là thích ca hát, biết ca hát. À. Dạ. Và cái điểm yếu thì nó hơi gì bản thân thì hơi dễ xúc động. Dễ xúc động, coi phim những phim buồn hoặc là có gặp những hoàn cảnh mà nó cảm thấy buồn thì em hơi rơi nước mắt. Với hai là cũng hơi kỹ tính thì dễ dẫn hiểu lầm á, nhiều người hiểu lầm là mình hơi khó. Thật sự thì em không khó, hiểu thì em hiểu em thì không khó, nhưng mà mình do mình kỹ tính thôi. Do kỹ tính quá đúng không? Dạ, kỹ tính mình ở dặn như sạch sẽ, gọn gàng, thiếu á. Dạ, em xin phép. Rồi, mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của con á là con biết lắng nghe chia sẻ, rồi có chủ kiến, con biết nấu ăn. Còn nhược điểm của con là con hay quên. Thì đi đâu thì con phải note lại cái giấy, con muốn làm cái gì con mới nhớ. À, vậy dạ. À. Rồi cái nữa là có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được là con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lười xíu. Ừ. Dạ. Bạn kia lại rất là gọn gàng đúng không? Dạ. Rồi bây giờ về đi, mình sẵn vậy mình nói về mối tình của mình đi. Những dạ. mối tình của mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có nhiều phân nửa mối tình. Nhiều phân nửa mối tình là dạ, sao? Là chỉ tìm hiểu thôi, không có cái gì sâu đậm mà. Không có tiến tới sâu đậm. Dạ, tức là dạ. mối tình dài nhất của mình là bao lâu? Dài nhất luôn của con là 6 tháng. 6 tháng? Dạ. Vậy đó hả? Mà mấy dạ. lần 6 tháng rồi? Dạ, có một lần 6 tháng một thôi. Một lần 6 tháng thôi. Dạ. Còn lại là linh tinh là 1-2 tháng thôi. Dạ, có người thì một tuần. Ồ. Dạ. Vậy là đâu có gì sâu đậm đâu đúng dạ, không? Dạ, dạ. Yêu... cái người 6 tháng đó là hai bạn đã có một cái tình yêu mà đậm sâu với nhau chưa? Dạ chưa ạ. Tại chưa. Vì gọi là yêu xa. Tại vì con ở Tây Ninh còn người đó ở thành phố. Vậy đó hả? Dạ. Có nắm tay nhau chưa? Dạ có rồi. Có hôn nhau chưa? Dạ có rồi. Có rồi luôn. Vậy dạ. là cũng biết yêu là gì rồi đúng dạ, không? Dạ. Vậy là chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay được hơn năm rồi ạ. Hơn một năm dạ. do là yêu xa đúng không? Dạ, không phải yêu xa nữa mà là hai người chưa có kết nối với nhau nhiều quá. Ừ. Dạ. Thì yêu xa cho nên mình không có cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều đúng dạ, không? Dạ, dạ. Ừ. Rồi. Coi như là mối tình 6 tháng sáng tháo đó ha. Sa- nói chung là cũng nhiều cái nữa. Nhưng mà cứ tuần hay tháng, cái dài nhất là 6 tháng. 6 tháng. Rồi bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Dạ, dạ em có một mối tình. Mấy dạ được cũng được 2 năm. 2 năm dạ. cũng sâu đậm mà. Dạ kết thúc năm 2012 tới nay 8 năm rồi. Dạ vẫn ở không một mình, chưa có tìm hiểu. Tại sao 2 năm lại kết thúc? Dạ vì em quen thì bạn đó cũng còn nhỏ tuổi thì suy nghĩ mình vẫn chưa hợp nhau nhiều. Ừ. Thì tình yêu lúc đó thì 2 năm cũng chưa đủ lớn thì nó sâu đậm, thì có nhiều cái thì tính cách mỗi người nó khác nhau nên không hợp nhau thì chia tay. Thì sau này bạn ấy cũng có gia đình luôn rồi, có con rồi. Có con luôn rồi. Dạ gia đình có con. Cũng bạn ấy thì ở thành phố luôn, thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Rồi. Bây dạ. giờ mình nói cái mẫu hình lý tưởng mình cho bà mối qua nghe đi. Đây nãy giờ đứng ngắm nghía dạ, chàng trai. Dạ ừ. em chào chị Vân. Rồi, thì chào em cũng rất là hâm mộ chị. Em cũng đang coi cái chương trình Red Drama đó. À, chạy đi đó. Ma, để kia chạy đi. Dạ. Chạy đi, cảm ơn em. Dạ, trời ơi, vậy là tôi tìm mọi cách tôi phải mai mối rồi.
Thì em làm vậy là chị mai mối với em mọi cách mai mối chứ. Đó đó, bằng mọi cách phải mai mối rồi. Dạ. Đó chứ bây giờ nè, nếu vậy thì bạn có thể cho tôi biết là cái hình mẫu lý tưởng của cái người con gái mà bạn thích là như thế nào không? Dạ thì em là người đơn giản thì mẫu con gái cũng đơn giản thôi. Như thì chiều cao thì 1m50, 1m55 trở lên. Thì dễ nhìn, dễ thương và cân đối. Rồi nước da nhịp, sao? Đậm đen, da thì cũng nếu mà vừa trắng cũng được, không cần trắng quá. Trắng tốt không? Dạ. Trắng cũng được mà không trắng cũng không được. Thì kính trên nhường dưới. Dạ. Rồi tóc sao? Tóc dài hay tóc ngắn? Dạ thì tóc cũng cỡ bằng vai cũng được. Tóc ngang vai. Dạ bằng như cô như chị Hồng Vân vậy cũng được, đẹp rồi. Dài hơn được không? Dạ. Dài hơn được không? Dài hơn càng tốt, vì đó đẹp cũng nữa, là gọi là phụ nữ người Việt Nam đó. Chính xác luôn, người phụ nữ Việt Nam thì đẹp dài. Tóc màu đen hay là tóc màu vàng? Ý là tóc natural hay là tóc nhuộm? Tóc thì em lấy bình thường thôi. Không? Em thích thường thôi, được. Bình thường đúng không? Cái tóc màu đen bình thường đúng không? Đúng là mẫu người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam. Dạ. Mẫu người phụ nữ Việt Nam. Có một mẫu hình nào không? Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì có mẫu dạng như cũng giống như là Lương Bích Thủ thôi. Lương Bích Thủ. Ca sĩ Lương Bích Thủ. Wow. Thì cũng dễ thương rồi tròn tròn vậy đó. Có cặp mắt thì một mí thì có duyên. Tròn không? Tròn cỡ nào? Dạ. Tròn cỡ nào? Tròn cũng cỡ em nè. Tròn cỡ đây được không? Tôi đâu có tròn nữa đâu ông sao? Đây nè, tròn giống cái người kế bên á. Trời ơi, ông làm như giờ là ông nhon mà ông nhỏ lắm vậy đó, ông cứ chê bai người ta. Đâu có chê gì nè, đâu. Coi nhà gái tôi nè, xin lỗi ạ. Chàng gái đó. Bây giờ nghe chàng trai nói kia, em có được cảm nhận một người như thế nào không? Dạ có vẻ truyền thống. Truyền thống ha. Dạ. Nhưng mà mình có bao nhiêu phần trăm những cái mà bạn đó đề ra? Mắt thì không đúng rồi. Mắt thì không được rồi. Tóc thì cũng không được rồi. Tóc được, thích tóc dài. Thích tóc dài. Dạ. Chứ có khuôn mặt mà không có miếng gì của Lương Bích Thủ hết trơn á trời. Cũng không có thân hình vậy luôn. Không tròn luôn á. Không, hình này đẹp á chứ. Tròn chi. Tròn chi mệt. Tròn mệt lắm. Làm chi em ơi. Tròn làm chi em ơi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ con thích là người có bản lĩnh. Bản lĩnh. Dạ. Nói nghe nè, xưng anh đi. Xưng anh Linh đi chứ để ông khóc cũng tự kỷ. Không sao đâu, cứ kêu mà chú sao một đâu. Hôm nào mà chương trình bạn muốn hẹn không hò sao. Mà các cháu cứ gọi chú Linh hoài là tối chú Linh tự kỷ. Nào đâu, chú mới 49 thôi chứ nhiêu đâu. Con ba mấy chú 49 chứ nhiêu đâu mà dữ vậy. Dạ, vậy con xin phép xin xưng đúng anh. Rồi. Gọi con anh với chị bác đi. Không được không sao chứ. Giận lẫy đó, cái dòng giận lẫy nó lộ liễu với sợ luôn á. Mệt ghê. Sao vấn đề? Không có giấu được vô trong chú lòng. Già thì chú già chứ có gì đâu, có người già hơn chú mà. Có gì đâu lo. Dạ, à. Dạ. Sao là con cứ kêu thoải mái đi, không đề gì đâu. Dạ, anh Linh ơi. Dạ anh Linh ơi. Ừ, đúng rồi đó. Mặt tươi lên liền thấy chưa? Đó, tươi mà nhưng mà mới được tưới liền á. Em thích người là có bản lĩnh, sống có trách nhiệm. Với em quan tâm nhiều tới gia đình, chỉ cần vậy thôi à. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không có ạ. Không có luôn. Không dạ. Có Lương Bích Thủ này kia. Dạ không có. Dạ. Rồi thôi. Sao mình không nói là Quyền Linh? Sao mình nói là giống Quyền Linh á? Ôi. Trời ơi. Bây giờ nè, con đi với ai? Dạ con đi với mẹ con, rồi mẹ rồi, bản thân con với bản thân. Chào anh Di Quyền Linh, chào anh Di Hồng Giang. Dạ. Tôi là mẹ của bé Trang. Dạ. Nay cũng chào quý vị khán giả, chào bên đàn trai. Cũng lên đây cũng nhờ hai anh Di lặn ghép hai đứa. Rồi cho nó hai đứa cơ hội. Rồi hết. Cơ hội là các bạn tự cho cô? Đó. Cô thấy đứa nhỏ này sao? Được. Được hả? Con bấm nút liền. Trời ơi mẹ dễ thương quá. Này. Trời ơi. Thấy mẹ có nói đơn giản thôi. Linh, bấm nút. Hồi nãy á, lúc Vân để ý á, lúc mà bạn bên kia nói là quê Tây Ninh á, là thấy mẹ. Nè. Tây Ninh ngon ha. Chị rước dâu cũng gần ha. Đưa dâu cũng gần nữa. Qua lại cũng gần. Rồi, khỏe rồi. Mẹ đồng ý bấm nút rồi đó. Còn em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, rồi các dì. Và một sếp và một chị đồng nghiệp trong công ty. Rồi, chúc hai bà mẹ ra giao chào luôn. Chào anh Hường Linh và chị Hương Vân.
Tôi thì tôi là dì của cháu Thanh Điền. Theo dì nghĩ thì cháu gái bên đây thì ok. Còn cái khoản mà con nói Thanh Điền bên kia, cái vụ mà trách nhiệm gia đình thì con khỏi lo chuyện đó là ok. Chuyện gia đình Thanh Điền thì nó quan tâm gia đình gì lắm. Yeah. Rất đặc biệt là có hiếu thảo cha mẹ. Yeah. Con giờ dì cũng nói là đến đây thì dì cũng mong cho hai cháu cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ đâu? Mẹ đâu? À dạ mẹ cầm cái micro á, xong rồi hai mẹ ra đi đứng nói chuyện nhau cái coi. Đưa mẹ không, đàn mẹ, trai nè. Đó. Rồi mẹ đứng mẹ lên bên nói trai với mẹ bên đàn gái đây đi. Nè. Ra ngay thảm đỏ luôn. Đứng ngay thảm đỏ luôn. Đó. Đó. Hai bà xui yeah. Xui gia mình bắt tay. Dạ. Đàn trai nói gì với đàn gái đi. Chị cũng cho hai con nó cơ hội nó gặp nhau cho nó nó làm sao cho hai đứa nó ra làm quen cho nó tìm hiểu nhau xa hơn nữa chị. Rồi ok liền. Ok liền. Hai bà xui ôm nhau cái đi. Trời ơi lâu lâu mới gặp mà Tây Ninh xong ca luôn. Xong ca luôn. Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh. Rồi, vậy là vui rồi ha. Nói chung là mọi người cũng thấy ok rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Ông mở rào đâu rồi? Ông ngủ đâu không à? Có mở rào cũng ngủ không à? Chào em. À. Anh có chút quà gửi em. Dạ, em cảm ơn anh. Để thể hiện tấm lòng của anh. Dạ. Thì cái này không anh chỉ tặng để góp vô chương trình tin giúp phần một món quà thôi. Chứ còn dạ. Đây thì nó có ý nghĩa đây. Dạ. Cái này là cái thắt, anh thắt cái tim bảy màu. Đó. Dạ. Thì cái hình này á mà là em tượng trưng cho em. Dạ. Còn anh này là trái tim tượng trưng. Dạ. Cho anh. Dạ. Là trái tim anh sẽ lớn bao la phủ lại em, phủ. Dạ. Phủ kính em để bảo vệ em. Dạ. Nhưng mà cho lý do gì bảy màu với anh? Dạ. Sao bảy màu với anh? Dạ thì tim gì nhiều màu dữ vậy, một em đỏ em muốn là tình yêu nó có nhiều sắc màu, nó thay. Ừ. nó sẽ anh biến đổi rồi thì nó sẽ cảm thấy nó trường gần như là nó tô thêm cái tình cảm yêu. Ừ. Nó thêm giàu giàu dạt hơn thêm thôi. Ừ. Dạ còn đây thì cái quả cầu tiết thì anh cũng muốn là tương lai anh cũng như thế này. Dạ. Là hai vợ chồng sẽ vĩnh cửu như thế này đó, là cùng nhau để mà ngắm hoàng hôn hay gì đó. Dạ. Đó rồi đây là tấm phong của em rồi. Em. để bên đây rồi bên nữ tặng quà chu. Dạ. Đáo dễ sợ luôn, chu đáo lắm luôn. Em cảm ơn anh. Mẹ em tặng anh cái cà vạt. À. Dạ. Đúng rồi. Đâu cái. Ôi. gì mà. Dạ cái cà vạt. À. À cái cà vạt. À. Dạ. Chứ vậy tại sao luôn. Lại tặng cà vạt? Tại sao lại tặng cà vạt? Con này em xin phép. Rất là đẹp luôn. Một cái màu em nó thích luôn. Đúng màu em thích. Đúng, đúng em không? Thích luôn. Em thích là màu sọc bông bông gì đó. À. Mà như màu phải màu xanh. Màu xanh. À, rồi giờ lý do nè, lý do tại sao tặng cà vạt? Để trói buộc hả? Hay là thắt cổ? À, dạ thì để em muốn có cơ hội gắn bó lâu dài hơn ạ. Ừ. Dạ. Ràng buộc, một sự ràng buộc nhẹ đúng không? Dạ. Rồi. Ừ, rồi sẵn đây anh cũng có một bài thơ tặng em. Dạ. Thì anh cũng sáng tác, anh tự sáng tác nhưng mà cũng không hến nổi hay lắm. Thì tấm lòng của anh thôi. Dạ. Thì gặp nhau duyên nợ là đây. Cho anh cơ hội hẹn hò với em. Dạ. Nhờ phước ông mai bà mối dẫn đường dẫn lối cho anh yêu em. Yeah. Yêu em yêu cả trái tim, tình anh tình em trọn đời sắc son. Yeah. Yêu em yêu cả đường đi, cách sông cách núi cũng không cách lòng. Yeah. Cho anh nắm tay cái đi. Trời đất ơi. Yêu em giữ vẹn câu thề, chung thủy giữ mãi tình không hề phai. Yeah. Yêu em yêu mãi cuộc đời, dù bao sóng gió vẫn là của nhau, trăm. Yeah. Năm hạnh phúc bắt đầu thủy chung. Yeah. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ.
Rồi mình có hát lại mình tặng không? Chứ thấy bên con trai vũ bão quá. Dạ, vậy em xin hát tặng anh một bài là bài tên là Anh. À, dạ. Anh cũng, em cũng biết hát đúng không? Dạ. Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc xa xăm, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến nơi anh mang bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Rồi, hai đứa về về chỗ ngồi nói chuyện với nhau đi. Đó, đúng rồi, em quay qua bên đó. Em cũng quên, em xin gửi phần cho ông Ba Mà Mối nữa. Thì em chỉ tặng được hả? Em tặng theo tuổi. Ngại quá. Đây là tuổi của anh Quyền Linh. Đúng không anh? Rồi. Đây chị Hồng Vân là tuổi của chị Hồng Vân. Ôi cảm ơn em. Trời ơi. Một con ngựa bằng pha lê. Em ơi Linh ơi, em con gì vậy? Dạ. Con này em à. Con này em giống... Linh, em Quyền Linh á. Em ăn con gì vậy? Con này cũng giống tuổi nhưng mà chưa phải tuổi. Con gà phải không? Mình con khác. Ủa vậy hả? Xem nhiều con vậy Linh? Không, con này chứng minh nhân dân, con kia con khai sinh khác. Vậy hả? Thôi kệ cũng được. Cảm ơn nha. Dạ. Đồ đẹp quá. Tặng gà mái. Không có gà trống, kiếm gà trống không có. Hả? Gà trống xong thấy cái gì chưa vậy? Ý là kiếm gà trống không có, em mua đại rồi đó. Trống phải thấy chứ. Không thấy gì thì thấy gà trống. Ý là em mua gà trống ở siêu thị á. Mà trống sao mặt máy quá vậy? Thì bây giờ mặt cái người được tặng sao thì nó y vậy thôi chứ. Nhưng mà thì thể hiện anh Quyền Linh thì đúng cũng rồi. Là người đảm đang trong gìn trách nhiệm trong gìn á. Thì chưa? Cũng giống phụ chính nữ thì thôi. Đảm đó. Đang việc nhà. Người là đàn ông của gia đình. Chân chất mộc mạc. Đúng rồi. À, dạ. Thôi hai đứa nói chuyện đi để thì, hết thời gian đó. Em cũng thích cũng đam mê, cũng thích anh Quyền Linh lắm. Thì nhất là bộ phim Đọc Tiền Sương Máu đó. Dạ, lúc đó anh Quyền Linh đẹp quá trời ha. Quá trẻ đẹp luôn, có để bù lâu nữa. Đúng rồi. Đẹp lắm. Giờ đỡ đẹp rồi. Giờ bớt chút đỉnh thôi. Không, giờ đẹp lão rồi. Thôi tập trung vào tình yêu hai đứa đi. Dạ. Em cho anh hỏi là theo quan niệm của em là tình yêu chân chính là sao? Như thế nào? Dạ, em nghĩ tình yêu chân chính là có sự chia sẻ với nhau. Giai đoạn đầu thì chỉ tìm hiểu, nhưng mà khi mà quyết định yêu rồi á thì mình chấp nhận những cái xấu của người ta, cái tốt của người ta. Còn nếu mình không chấp nhận được thì cái đó không phải là gọi là yêu nữa. Thì thường ông bà người ta nó có câu là yêu là mù quáng, có nghĩa là mình không phải là mù quáng là mình không có thấy đường, mà là mình thấy những điểm xấu của người ta thì mình tìm cách, một là nếu mình thích nghi, còn không là mình cố gắng mình để cho người ta biết cái đó để người ta sửa, chứ không có bắt ép gì hết. Không có cái tôi giữa hai người gọi là tình yêu chân chính, em nghĩ là vậy. Em có biết nấu ăn không? Dạ, hồi nãy em có chia sẻ là em biết nấu ăn. Anh cũng nãy cũng tập trung quá, cũng quên hỏi em á, không biết em tên gì vậy? Anh chưa quên biết tên. Trời đất ơi, từ bây giờ mà chưa biết tên nữa. Dạ em tên Trang. À Trang. Dạ em nhớ anh Trang tên có gì cần không? Hỏi anh tên gì không? À dạ, còn anh. Dạ tại hồi nãy mic hơi nhỏ quá, anh em không có nghe. Không, em thấy là giờ họp rồi đó, hai người quên hết họp rồi đó. Em có tên của em luôn đi. Dạ em anh tên Điền. Dạ. Tên Điền. Trong cái giấy xanh tên Điền. Còn ai nhà tên nhà Trang á. Đứa tên Trang, đứa tên Điền góp là Điền Trang. Trời đất ơi, ta nói nghe cái câu đó trời, anh Quyền Linh nói là thấy cũng nghe sợ. Có Điền Trang. Ủa, mà Điền Trang là một cái khu đất rất đúng là rộng. Rồi, Điền Trang tức là một cái trang trại lớn, thiệt lớn. Rất là giàu. Điền Trang chứ không phải là Nghĩa. Trời ơi. Trời. Rung quá. Điền Trang làm khu đất rộng lắm, giàu có lắm á hai đứa. À, là dạ. Chủ đồn Điền đó, chủ Điền đó. Dạ đúng dạ không? Dạ. Chủ Điền trại, một cái trang trại lớn. Hiện tại giờ em đang ở ở quê luôn hả? Dạ em. Ở quê luôn. Dạ em đang ở quê luôn. À, ý dạ. Em làm chủ hay làm em đi làm thuê? Làm dạ. Dạ em làm tại nhà em. Dạ. Nghe không? Tại nãy Cương nói nhỏ quá đó Trang. Phân phối hóa mỹ phẩm tại nhà. Mình có mở spa luôn không em? Hay là chỉ phân phối mỹ phẩm thôi? Dạ em không có làm spa. Dạ. Thì thời gian em rảnh là lúc nào? Trong tuần á, thường rảnh những thời gian nào?
thường trong tuần rảnh là chắc thứ hai á. À, thứ hai hả? Dạ, tại thường thường thứ bảy chủ nhật là đơn nó nhiều á. Dạ. Rảnh là cả ngày luôn, tới tối luôn. Dạ, dạ, có khi tối khách cần thì em vẫn giao cho khách. À, không sao, thì nếu mà em bận mấy ngày mà anh nghỉ á, thì anh lên lên đó phụ em thôi, gì đâu. Dạ. Lên đó em phụ em nhận ship hàng cho em cũng được. Đúng anh rồi. Anh cũng là cũng từng nhận đi ship hàng rồi đi. Đi. Dạ. Chúng ta cũng đi, mình điểm đi hàng anh cũng không ngại vấn đề, anh đi lên xuống nhiều lắm. Chính xác. Hồi xưa là cái đường trường anh đi nhiều lắm, anh không có gian khổ, là anh không có ngại gì đó. Nên có gì nếu mà em sắp xếp không được, nghỉ thời gian anh nghỉ mà em lại làm thì anh hỗ trợ cho gì đó. Dạ. Mình cũng cùng tỉnh mà, cùng quê mà. Dạ. Live stream rủ anh, dạ, đi chồng dân live stream bán hàng luôn. Dạ. Trời ơi, thế Lê Dương Bảo Lâm ông hai vợ chồng nó bán mà tao nói quá trời bán luôn mấy đứa ơi. Đó. Em thấy anh thế nào? Dạ, anh đúng chuẩn truyền thống. Nhìn nam tính. À, vậy thôi hả? Anh tưởng em nói đúng chuẩn mẫu người của em chứ ai giờ đúng chuẩn truyền thống hả? Vậy chưa đúng chuẩn mẫu em đúng không? Dạ, thì chúc anh sẽ biết. À, biết kết quả hả? Dạ. Bây giờ quan điểm hôn nhân gia đình thế nào? Hai em trao đổi với nhau luôn. Ừ. Đối với em thì hôn nhân, dặn như là hạnh phúc trong hôn nhân nó như thế nào, nó quan trọng ở yếu tố nào? Em nghĩ yếu tố là đồng cảm với biết lắng nghe. Dạ. Tại vì cũng phải, dạ, lắng nghe rồi tôn, dạ, trọng lẫn nhau. Tại vì không ai toàn vẹn hết, thì nếu mà mình sống chung mà mình chia ly á, mình bắt từng ly từng tí một á, không có sự đồng cảm, không có sự lắng nghe thì khó không có sống chung được với nhau. Em nghĩ là vậy. Thì dặn mình có nỗi buồn gì cũng chia sẻ đúng không? Cũng, dạ, đều dặn tâm sự với nhau, không được giấu đúng không? Mà, dạ, cũng không có sống giả dối với nhau. Dạ đúng rồi. Cũng vẫn là em cứ dặn như là có ghen không? Hay là ghen hay gì không? Em đặc biệt là không có ghen. Vậy hả? Không, dạ, ghen gì đó, chắc là tình yêu không sâu đậm hay sao đó, không ghen á. Không yêu đối phương không ghen thôi. Dạ, chứ tại... ghen anh cũng thích nhưng mà ghen chừng mực thôi. Dạ. Dạ, mình biết cách đúng ghen đúng hay sai thôi. Vậy chứ là... ghen anh cũng thích ghen nữa, ghen thì người ta mới yêu mình, mới ghen thôi. Chứ không yêu mình là không ghen. Dạ, em nó dễ bị rằng tình cảm nó nhạt lắm, thiệt là nhạt lắm. Thật sự là nếu mà mình không ghen là tình cảm dạng như mình chưa tới, hay là tính của em, tính là em như vậy. Dạ, tại vì em thì giống dạng hai tính cách đối lập nhau á. Ở trong công việc thì em rất là cởi mở, rất là chia sẻ. Còn ở trong cuộc sống thì em hơi khép kín một xíu. Ý gọi là nội tâm. Em có người phải là người gia đình không? Quan tâm, chia sẻ. Em là người gia đình. Dạ. Thì có quan tâm, chia sẻ được rồi. Dạ. Ghen thì từ từ tính sao đi. Tương lai đi. Đâu, bây giờ bạn này là kế toán nè. Thì giờ bạn tính sao? Mai mốt ví dụ như... lấy nhau rồi thì ai sẽ là người giữ tiền nè? Dạ thì em tuy là em làm kế toán thôi chứ em cũng muốn giao tiền cho vợ giữ. Trời ơi ngon ha. Dạ, vợ đầu giữ. Quá hả? Đúng, dạ, không? Nhức đầu quá đúng không? Thì nếu vợ nếu làm kinh doanh thì cũng tính toán cũng nhiều hơn là kế toán nhiều. Tính đánh về lợi nhuận đồ thứ nhiều thứ lắm. Thì nếu mà hai chồng nếu mà kết hợp nhau thì kế toán với kinh doanh thì nó cũng rất là tốt. Nếu mà ngành nghề mà mỹ phẩm nữa thì rất là chuộng bây giờ. Nếu mà được thì cũng tương lai mình thành lập công ty rồi phân phối nhiều chỗ thì nó cũng kết hợp lại cũng được. Cũng tốt, rất tốt. Thì anh thì nó đó là anh là người rất trách nhiệm và rất là điềm đạm và rất dễ bị cảm xúc cảm động á. Thì anh thì nặng tình cảm lắm á. Ai mà nhận ai quý ai đó thì là quý rất là nhiều. Thật là sự rất là quý. Đó, tính em anh là đến nó vậy. Dạ. Rồi, quan điểm về con cái thế nào? Con trai, con gái, dạ, gì đó. Thì em muốn bao nhiêu người con? Dạ, em muốn càng nhiều càng tốt. Mà dạ, em sợ mình lớn tuổi rồi á. Em, dạ, cũng sinh năm 88 mà đúng không? Dạ, 88. 32 rồi đó. Dạ. 32, dạ, sớm chút đi. Nếu mà tuổi em thì... nếu mà được thì cũng hai là đủ ha. Em thích nam hay nữ? Dạ hay em gái? Đều thích nam. Em thích nam nữ đều được hết ạ. Thì anh cũng vậy, em cũng, dạ, thích nam nữ thì nó. Dạ. Thì mình nếu mà tìm hiểu được á thì thời gian mình bao lâu mình được kết hôn? Tính kết hôn. Tìm hiểu nhau nếu đủ chính á.
Dạ, cái này á thì em nghĩ là nếu mà hai bên mà thấy hợp với nhau á, thấy hợp tính cách với nhau, có thể sống chung với nhau lâu dài á, thì thời gian em nghĩ là 6 tháng cũng được, mà 5 cũng được. Nhưng mà tùy thôi, tùy nếu hai người hợp với nhau thôi. Chứ nếu mà hai người tìm hiểu hoài mà không có ra cái vấn đề thì cho thời gian giờ 5 năm hoặc là 2 năm cũng không có ra. Thì 6 tháng thì đó anh cũng ok đó, thì cuối năm cũng được ok luôn. Nó càng sớm càng tốt cũng được. Dạ. Nhưng mà thì mình chịu khó, quan trọng là mình hiểu nhau, là tìm hiểu nhau, chịu khó. Quan trọng thời gian của em làm thấy có thời gian để nhắn tin đồ hay là gì không? Em cũng hơi ngại ngại cái vấn đề đó đó. Dạ. Dạ. Em hỏi anh có ghen không ạ? Anh thì cũng ghen đó, anh yêu cũng ghen, nhưng mà ghen đúng mực thôi. Ghen đúng nhiều không? Không, ít không nhiều. Em tại em sợ lắm. Em tiếp xúc nhiều. Dạ, công việc của em đàn ông hả? Dạ, đúng rồi. Em tiếp xúc nhiều, đi ra ngoài nhiều, đôi khi em đang bận á thì em không có nghe điện thoại đồ á, thì có khi nhiều người người ta ghen nhiều á thì không nghe, bắt đầu cái người ta gọi là bực dọc trong người lên á. Mất công đó. Dạ. Không, cái đó thì trong tình yêu mình quan trọng cái yếu tố đó là phải tin tưởng nhau. Dạ đúng rồi. Đó, tin tưởng nhau, hiểu nhau. Thì mình á, mình vẫn giữ đạo là được rồi. Mình dù tiếp xúc với ai chăng nữa, nhưng dạ, mà một lòng vẫn hướng về gia đình, hướng về dạ, người chồng yêu dấu của mình là được rồi. Dạ. Trời ơi, hướng về người chồng yêu dấu. Em bán hóa mỹ phẩm mà em đối tác em đàn ông nhiều lắm hả? Dạ. Trời ơi, vậy đàn ông này xài mỹ phẩm dữ quá ta. Dạ, khách hàng á. Khách hàng còn đàn ông không hả? Đa phần. Trời ơi, đa phần đàn ông. Ủa, xài mỹ phẩm. Vậy là em bán những cái đồ cho nam nhiều hả? Dạ, không có. Quá phẩm là bán đồ. Sòn phấn đó. Quá phẩm cho người ta tiêu dùng hàng ngày á, cô Hồng Vân. Quá nhà phẩm cửa không, dạ, quá phẩm với mỹ phẩm. Cái đồ của Linh á. Hóa mỹ phẩm hả? Dạ. Hóa mỹ phẩm á, đồ lau nhà, nước rửa tay. Dạ, dạ. Ông vợ hay đi chợ nó giữ ta. Được rồi, nói chung là ông giờ thay đổi hết rồi. Có thể xài mỹ phẩm, có thể tự đi mua hóa mỹ phẩm hóa luôn. Hóa mỹ phẩm đó. Dạ. Rồi, bây giờ này. Em dạ, nói một câu gì đó rất ruột mình ha, nói những cái suy nghĩ tận đáy lòng về đối phương, cảm nhận đối phương thế nào. Dạ. Nói đi rồi mình tiến hành bấm nút. Thì anh thì thấy em á cũng dễ thương, đẹp, sống mũi cao. Là hơn mẫu người lý tưởng của anh rồi đó, hơn rồi đó. Hơn gần như vượt tầm kiểm soát của anh rồi đó. Đúng rồi. Rồi thì anh cũng mong là mình gặp chương trình, nhờ tham gia chương trình thì có duyên. Dạ. Này là thật sự là có duyên. Cho nên thì anh đến với em thì bằng cả trái tim, bằng cả con người mình luôn, có thể là cả tính mạng mình luôn, để bảo vệ em, rồi lo cho em hạnh phúc, để em không buồn hay là bị chạnh lòng hay là buồn thay tuổi thân vấn đề gì hết. Dạ. Đó, anh sẽ cố gắng, anh là người đàn ông chính trách nhiệm, anh cố gắng sẽ cho em được hạnh phúc và dạ, vui vẻ. Hay quá. Tôi nghe vậy là tôi bấm liền rồi đó, tôi không có chờ đợi gì hết trơn. Quá wow, hay luôn. Khoan, trước khi bấm cho em hỏi câu anh có hay nói ngọt không ạ? Không, đôi lúc anh cũng có nói ngọt. Dạ, như anh là, cũng có lãng mạn á. Ý là trong cuộc sống là anh nói ngọt hay là không thích nói ngọt? Em đối với anh đó hay sao? À, dạ, em nói ngọt với anh hay sao? Không, anh đối với người khác á. Cũng có ngọt, cũng có. Anh thích ngọt, anh cũng thích ngọt. Bản thân anh thích ngọt thì anh cũng thích ngọt người khác. Ý là anh có thích nói ngọt không á? Đúng rồi, thích. Thích nói ngọt người khác. Dạ. Thì nãy giờ y chang gì đó con người, sao nãy giờ cứ gọi là trình bày hết rồi. Nhưng mà ngọt không phải là ngọt, vấn đề mà mình nói giả dối, mà tấm lòng mình đó. Dạ, dạ. Tấm lòng mình nói tức ra tốt ra. Em đó, phải nói em là một con người nhẹ nhàng, một con người dạ, lãng mạn. Dạ, đó, lãng dạ, mạn và là một người tinh đàn ông tế, nhẹ dạ, nhàng chứ không có hung dữ, không có cọc cằn, đúng không? Đó dạ, là như vậy đó cưng. Ông đây là một người chân thành đó, một chàng dạ, trai rất là dễ thương. Anh thấy rằng á là cậu này là con người rất là bản lĩnh và vững vàng luôn đó. Yeah. Biết cách giao tiếp, nói chuyện tốt. Mình không nghĩ kế toán là như thế. Thật sự những người kế toán họ rất là gọi là hơi khô khan chút xíu ha, nhưng mà anh chàng này cũng tương đối là ước ác đó nha. Tình cảm lãng mạn đó. Dạ. Không phải người ta bán robot mà người ta như robot đâu, không? Rồi để tay vào nút bấm đi các bạn. Tìm ra chưa? Dạ rồi. Rồi. Sao ngồi chi mà khổ dữ vậy? Lấy cái tay dầm qua.
Không, ngồi sát vô. Ngồi sát vô. Ngồi vô giữa nè, vô giữa đi, vô giữa. Dạ rồi, rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ thì mình trò chuyện cũng khá lâu. Mình cũng nghe người thân góp ý. Mình cũng cảm nhận từ ánh mắt đến ánh mắt, cảm nhận từ trái tim đến trái tim, từ con người, từ cả cái tấm thân này. Ha. Tính mạng nữa. Tính mạng luôn nữa. Nói tóm lại là mình nhắm mắt lại, kiểm tra xem thật sự trái tim mình rung động trước đối phương chưa. Nếu có một chút rung động, chúng ta đừng ngại ngùng, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu mình chưa cảm nhận được gì thì không cần bấm nút. Bởi vì chúng ta bấm nút là chúng ta lừa dối nhau. Nếu không cảm nhận được gì, chúng ta nhường nút bấm đó cho nhiều người khác. Đừng cướp đi duyên nợ của người khác. Đơn giản là như vậy. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút là trao duyên nha. Các bạn suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. 2 Chúc mừng. Yes. Nào. Giỏi. À, sẵn đây em xin góp vui một bài hát nữa. Nữa hả? Dạ vui một quá, bài hát thôi. Vui quá mệt đúng không? Dạ vui rất là vui. Thì dạ, em xin hát bài hát Ngẫu Hứng Thiếu Cầu. Rồi bây giờ là phải hát cho tất cả mọi người thấy hát cái niềm vui của mình. Đi. Đó. Dạ. À, chuyến xây Tây Ninh gì đó. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây trái, một vườn cây xanh, hoa trái đơm hương, thiền ái qua sông, giọng hò mênh mông. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu, cầu mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng, chiếc chuồng, có trái tim. Thôi khỏi luôn đi, thôi khỏi đi. Rồi đó, như lắm đủ rồi. Rồi hát tùm lum hết trơn luôn. Tôi đang tình cảm hát hồi mất cảm xúc luôn à. Về tập lại chuyến xe Tây Ninh nha. Dạ dạ. Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón cô dâu về. Nhớ nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ nắm tay chứ đừng có buông tay nhau. Cặp này là được rồi đó, 32, 34. Nói chung là hợp lý, cũng tới giờ rồi, thấy không? Không có sớm, trễ rồi đó. Yeah. Còn sinh con đẻ cái càng nhiều càng tốt, như yeah, gái vừa mới nói. Yeah. Đứa bán robot, đứa bán mỹ phẩm. Công ty em là robot. À, robot hả? Dạ, với robot. Ủa, robot với robot mấy thứ? Thiếu chữ T, khác chữ T thôi. Robot là gì, robot là gì? robot là cái máy móc. Còn robot là con người. Là con robot đó hả? Đúng rồi, con người. Thôi không có bàn gì robot nữa. Bây giờ để chưa ta nói chuyện vậy, ta nói chuyện với mẹ chút xíu đi. Em xin phép gia đình đi. Dạ, thì ở nhân đây chương trình đó thì con xin phép. Anh để xin phép cho con làm quen với Trang, tìm hiểu Trang. Và có thể là con thay bác để chăm sóc và lo cho hạnh phúc cho Trang sau này. Dạ, con xin hết. Rồi, Trang được nói quá. Gì với bên đây đi. Trang nói gì với mẹ, với dì nè. Dạ, con chào dì, chào mẹ. Mẹ luôn cũng được, sao cả. Dạ, nhân đây thì lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cũng muốn cho mình cơ hội, cho anh cũng một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà hay có duyên thì hai người tiến tới hôn nhân ạ. Dạ. À, chào mẹ, chào gì rồi đó, mình chào lợi đi. Dạ thì do lúc nãy thì em cũng con cũng hơi sót thôi, con chào mẹ lại. Mong con sẽ được kêu mẹ nhanh sớm nhanh. Dạ. Này được lắm ha. Bây giờ con thấy này được á cô. Rồi xin phép mẹ luôn, xin phép mẹ cho con hôn nụ hôn đầu tiên cho em Trang. Dạ thì nhân đây thì con cũng xin phép là mẹ cho con hôn nhẹ môi lên má của em Trang. Dạ. Hôn nhẹ môi của ổng lên má của Trang. Đó. Dạ, được không bác? Vô không mẹ. Được. Dạ.
Được à,